Ok, thì giờ mình sẽ vào work camera. Như các bạn đã thấy là bây giờ mình sẽ đánh với Enric Christensen, khu trận này nhát quá. Siron rồi, giờ mình phải đánh trận này. Now the have been trying tech. Tiêu là vùng này và Tehran, mình đang giữ Jerusalem, đủ mất phải bảo vệ của vùng này nữa bơ. Goodbye.